gan cơ rúa, dư nơ măng rơ, bà lùi đà bảnh, dư nơ bóa, bà lùi đà vánh, tu lơ mặt tạch, dư prang, a grang, vẹ cơ, đô. Đà bùi ý gan cơ rúa, dư nơ măng rơ, bà lùi đà bảnh, dư nơ bóa, bà lùi đà vánh, tu lơ mặt tạch, dư prang, a grang, vẹ cơ, đô. Dừng ở đây bác ạ. Con chào chị Hạnh Vân ạ. Chị cảm ơn. Chào núi. Đóng cổng giúp chị núi nhá. Vâng ạ. Thưa chị đã về ạ. Chào gì? Chúng con chào chị ạ. Chị đã bảo gặp chị không phải xưng con. Thưa, chúng con chào thế, nhớ cậu biết. Thưa, chị cho các em được giữ đạo nhà. Cảm ơn gì? Lúc không có ai, thì gọi tôi là chị nhá. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Núi sông biển các con lại đi. Khẽ thôi. Chị Hạnh Vân nói thế, nhưng bất cứ ai ở tầng trên đi về cũng phải khuôn phép như mọi khi, nhớ kỹ chưa? Rồi mẹ ạ. Bây giờ đứa nào việc ấy kẻo cậu sắp về. Vâng ạ. Vâng ạ. Tu lê mắc tánh. Sơ prang. Chị cho kẹo. Agrang vecrado. Em học bài ngoan lắm. Em xin chị. Ý, học bài đi chứ em. Vu vu lê, ong tê, ong sô cô la. Xin vu plé. Vu vu lê. Em chào anh An ạ. Ong tê. Cô đã về. Xin vu plé. Hôm nay anh dạo bản gì mà buồn thế? Nam ơi, mình bảo vắng em, mình chỉ ôm giá vẽ. Sao lại... Vẽ vời gì? Vào lính. Có giấy gọi rồi. Sao? Hiệp định Geneva không có hiệu lực đúng không? Thế mà người ta vẫn giáo giết mộ lính để vào Nam bảo vệ Chúa. Em nghe nói... Giáo dân từ Bùi Chu phát diệm, từ Sơn Tây, Hà Nội, kéo về thành phố mình theo Chúa vào Nam. Kệ Chúa, đi đâu thì đi. Anh với em cứ ở đây đã. Ơ kìa. Kìa em. Anh một cười nhỏ. Nào. Thôi. Nơ bua, rui đập vanh, tu lơ mắc tanh. Anh.
Sao thế? Mày thích nghe bọn nó làm trò mèo à? Thôi anh. Tờ lợm. Gì đấy? Ghen hả? Mẹ kiếp. Có thèm sang đây tôi ủng hộ cho một cái. Anh. Kìa em. Đồ khốn nạn, thằng Nam. Ai dạy mày cái thói mất dạy? Về học bài đi. Còn muốn xem trò thú vật hả? Ghen hả? Thu hả? Cậu về đấy. Chưa biết ai mới là cậu đồ về. Thú vật. Anh Nam, đừng nói thế. Em ra mở cổng cho cậu. Sợ lắm, anh đuổi ra mở cổng đi. Anh đã mở cổng cho chị Vân rồi. Ừ, em không biết. Em sợ cậu lắm. Con chào cậu ạ. Ừ. Con chào cậu ạ. Nhà có chuyện gì? Thưa cậu, em làm bếp, chị Hạnh Vân mới về ạ. Muốn làm trò gà vịt thì phải vác nhau với các chó xỉnh nhà quê ấy. Thôi đừng sủa lên như thế. Con chó được đến ngày động cỡn nó còn biết lượn ra ngoài phố. Không phải ngồi mà giỏ dãi ghen tuông. Mày nói cái gì? Này, các anh là con nhà gia giáo, có học, mà ăn nói như một phường khố rách áo ôm, là cớ làm sao? Gia giáo, mày ra còn được cái vỏ. Nhờ, rồi từ đâu? Thưa cậu, không hiểu vì sao vợ chồng con đang ngồi tư tình với nhau, ông An lại lồng lên. Thôi được, tối nay dùng cơm xong, cả nhà sẽ tụ họp. Nước phải có luật, nhà phải có đạo. Có nề nếp gia phong, cậu không cho phép sự hỗn hào. Nhưng thưa cậu... Cậu không đôi co với anh. In phố sơ mê buộc. Tao bảo mày không nghe à? Em không nghe đấy. À, mày đã vật tao à? Em vật đi. Này, cố mày lên, cố lên, em không dọa anh đâu. Cố lên, cố lên. Thôi đi các con. Cố lên, cố lên, cố lên, mày... cố lên, cố lên. Anh nuôi cố lên, anh xong đắp rồi. Có yên cho tao học không? Cố lên, mày... cố lên, cố lên. Cái lũ nhà quê kia. Tôi xin anh ý tha cho các em. Tôi gọi chúng nó là em, nhưng chúng nó chỉ là con của chị nhà quê, là con ở của nhà tôi. Dì có biết không? Dạ tôi có biết ạ. Tôi lạy các bố, có giết được thì giết tôi đi. Đừng làm tôi nhục nhã ê chề với người ta. Tại em ý. Tại anh cứ ghi đầu em xuống. Cậu xuống. Anh lừa rồi, tẹn tò chưa? Con biển này.
Chủ nhật sau tôi lấy vợ, cưới ở khách sạn Lục Hải Thông. Tôi lo mọi việc, khoản ngân khố cậu đảm đương cho. Cậu chưa nghĩ đến chuyện đó. Chỉ có cái loại mặt hàng mới đem nhau ra cưới ở cái nơi ăn chơi đàng điếm ấy. Tôi đã đặt 50 suất chính thức và 10 suất phòng bị. Đó là việc của anh. Đặt 50 hay 500, đó cũng là việc của anh. Sao lại đem cái sự đặt ra mà nói với cậu khi chưa được phép? Tôi cũng dự liệu là cậu sẽ nói thế. Ở đời, mọi sự dự liệu tính toán trước như thế đều tốt cả. Vâng, phải tính toán. Nên tôi tính làm ở khách sạn, chỉ tốn bằng 2/3 đám cưới thằng Nam. Nhưng tiền không phải là nước biển. Chưa đầy một tháng, phải đổ ra 2 khoản lớn. Tôi biết cậu còn rất nhiều xét ở nhà băng. Còn, nhưng mà không phải để làm việc đó. Cậu phải làm. Cậu không làm lúc này. Cậu phải làm đấy. Cậu quyết không làm. Cậu biết tính tôi. Từ bé, tôi đã không thích nói nhiều. Cậu cũng giống anh. Nghĩa là cũng không thích dài dòng. Thưa cậu, hẳn cậu không quên những tài khoản mợ sang tên cho tôi ở nhà băng Đông Dương. Biết. Cậu rất biết anh đứng tên. Nhưng cậu cũng rất biết là anh không có quyền. Quyền là ở Moa. Không ngờ một công chức nói tiếng Tây giỏi như cậu mà lại không thạo luật. Luật nào thì cũng phải có trên có dưới, có tôn ti trật tự. Anh hiểu không? Trên dưới, tôn ti trật tự. Một người vợ đến nhà hậu sinh đẻ rốn thằng con thứ 9. Ông chồng ở nhà tăng tựu với con ở, chưa bằng con cả của mình. Thưa cậu, điều đó nghĩa là thế nào? Cậu tự hỏi mấy đứa trẻ nhà quê dưới kia kìa, xem chúng sinh ra từ cái tôn ti trật tự gì. Hay cậu đứng ngoài cái tôn ti trật tự ấy? Anh không được phép nói hôn. Nếu người trên ăn ở phân minh, kẻ dưới không bao giờ dám nhìn mặt. Cậu có biết sự hiện diện của cái đám nhà quê dưới kia nó phá hoại thanh danh của cái nhà này không? Cậu đã nói nhiều rồi. Đấy là do một lần cậu trót lỡ nên cậu phải mang hận suốt đời. Cái chính cũng do mợ các anh không cho cậu phá cái thai đi, bắt phải lấy cô ta làm vợ. Cũng đã nhiều lần cậu muốn cho mẹ con cô ít tiền đem nhau về quê sống khỏi bẽ mặt, nhưng mợ canh cản lại, bắt cậu cứ phải đeo đằng cái của nợ. Mợ không để cậu làm điều thất đức, nhưng cậu phải hiểu rằng giữa đám kẻ ăn người ở và người gia giáo học hành như công với quạ không thể nhốt chung một nhà được. Cậu cũng chỉ chờ dịp tống cổ cái lũ nhà quê ra khỏi nhà. Thôi anh đi đi, không phải dạy cậu những điều đó. Tôi cũng không có thì giờ để đàm luận với cậu về cái việc xả hơi ấy. Nhưng tôi nói lại, thứ tư này tôi quay lại lấy tiền cắt xe cho chủ khách sạn đấy. Không ngờ mày vẫn vin vào cái cớ chết tiệt mà tao không rũ ra được để hành tao. Nhưng đừng hỏng tiêu của tao một xu. Đừng hỏng. Cơm đã sắp xong, mời anh An ở nhà ăn cơm. Bắt đầu từ chiều nay tôi không ăn cơm ở nhà này nữa. Chào dì. Núi! Dạ. Ra mở cổng cho anh. Vâng. Con mời anh ạ.
Anh cho phép em nói lên mời chị Ánh Vân xuống dây cơm được không ạ? Nhà tôi mệt, gì cứ tự nhiên. Mệt thì cũng phải xuống chào cậu chứ. Nhà tôi đau đầu, đi xuống chóng mặt. Em mời cậu, mời anh Nam, mời anh Ý dây cơm ạ. Con mời cậu, mời anh Nam, mời anh Ý, mời mẹ ăn cơm ạ. Ăn đi, rườm rà quá. Núi, lên mời chị Hạnh Vân xuống. Dạ, xin cậu để em ạ. Tôi bảo thằng Núi. Cậu buồn cười, đến người ốm cậu cũng không tha. Tôi không bắt ai, chỉ cho mời chị ấy xuống ăn cơm. Núi, lên đi. Núi, mày không được lên. Bảo ngồi ăn là ăn. Núi, trong nhà này ai có quyền nhất? Thưa cậu, ở nhà này cậu là người có quyền nhất ạ. Ở nhà Đố, này không dài dòng. Trong nhà này phải nghe ai? Nghe cậu ạ. Nói lại, nghe ai nhất? Dạ, con xin thưa là con nghe cậu nhất ạ. Vậy, việc đi gọi chị Hạnh Vân xuống ăn cơm, con nghe ai? Đến bắt cơm nuốt cũng không xong. Núi, không nghe lời cậu thì phải thế nào? Dạ, thưa cậu là phải đứng quay mặt vào tường ạ. Thế sao không làm đi? Em xin cậu, trời đánh còn tránh. Cậu đi làm ạ. Nam với anh ý xuống ăn sáng. Cô rửa mặt đi.
Mẹ ơi, trên kia hôm qua cãi nhau cả đêm mẹ. Thế là đêm hôm qua con không ngủ à? Lúc nửa đêm con thức dậy, nghe tiếng cậu với anh Nam rõ lắm. Sao con lại dám nghe? Tại vì con nghe thấy mẹ ạ, anh Nam chửi cậu đấy. Phỉ phui cái mồm. Mẹ đã dặn các con rồi là không được nghe, không được thấy chuyện của tầng trên mà các con không nghe mẹ. Chỉ có anh Núi Hư thôi mẹ ạ. Không phải anh Núi Hư đâu, nhưng các con cũng phải nhớ kỹ. Thấy chưa? Mẹ ơi! Tại anh này. Tại anh. Mẹ! Tại anh. Núi! Lại đây nhờ. Dạ, con ra mở cổng cho anh ạ. Thôi, hôm nay tao tự mở. Mày lên gác vác cái cuộn tròn tròn ở cửa xuống đây. Vâng ạ. Tôi biết, cậu không chịu coi gì như một người vợ. Coi lũ trẻ như là con mình. Chỉ tìm cách rũ ra như rũ bụi khỏi bám vào mình. Tôi biết, dì rất khổ tâm. Muốn chia sẻ cùng dì, nhưng bây giờ chúng tôi phải đi. Dì ở lại, may ra cậu sẽ đối xử khác đi. Thôi thì chăm sự nhờ vào cái số vậy. Thôi đi mình. Nhà mình thế này, anh chị còn phải đi đâu nữa? Nếu dì cảm thấy hạnh phúc thì cứ ở. Chúng tôi đi, dì thành đệ nhất phu nhân. Sướng nha. Anh, chúng tôi đi hẳn vào Nam. 2 năm thống nhất, chúng tôi sẽ về thăm dì. Rõ đồ nhà quê, toàn những tranh giá trị của người ta đấy. Đi gọi ông Xích Lô về đây cho tao. Ơ này, mày vác cái này ra luôn chứ. Anh để tôi vác ra cho. Thôi dì cứ kệ nó. Từ trên gác nó còn vác xuống đây được. Từ đây ra cổng có là cái gì? Tập làm phu cho nó quen đi. Anh Nam. Thôi, thằng Núi ra cổng canh đồ. Dì cứ mặc anh ấy. Dì về đây tôi hỏi cái này. Tôi vác ra một tí rồi vào ngay. Tôi đã bảo với dì là không việc gì phải nhẫn nhục như thế. Anh Nam, vác gọn tranh ra đi. Gớm thật. Tôi đi lần này chắc là sẽ lênh đênh góc bể chân trời, không biết sống chết thế nào. Nhưng không đi thì không được gì hả? Bấy lâu nay biết gì khổ mà tôi không san sẻ được gì. Thôi thì gọi là có chút vòng thân. Em gửi lại gì? Tôi không dám nhận đâu. Đừng chê của em. Dì nhận đi, kẻo anh Nam anh vào, anh nhìn thấy. Mày giặt không sạch, để chốc nữa mẹ mày về giặt. Em giặt được anh ạ, lâu nay em vẫn giặt cho anh mà. Mày mở mắt ra mà xem, mày giặt như thế này à? Em thưa với anh, đây là vết nhựa cây anh tì vào, giặt mấy cũng không sạch được ạ. Không cãi, bỏ mẹ mày mua thuốc tẩy về tẩy cho tao. Bộ này, tao mặc đi xem đá bóng, mày hiểu chưa? À, mày thích làm cu li. Tao có việc cho mày đây. Mày chờ tao nhá. Mày còn quanh quẩn ở đấy à? Đi mua cho tao 2 quyển vở kiểu trương. Loại giấy trắng có dòng kẻ ạ.
Em thưa với anh, số tiền này không đủ mua hai quyển ạ. Tao bảo được. Em thưa với anh, 2 hào 4 một quyển, vị chi là 4 hào 8 hai quyển. Mà anh chỉ đưa cho em có 3 hào. Mày học ở đâu cái thứ tinh tính toán toán bùn xỉn ấy? Có đi không đi bảo. Em thưa với anh, quả thật là em không dám đi ạ. Tao để bên ba, mày phải đi. 1 2 3. Một, tao bảo mày có đi không? 2, tao bảo mày có đi không? 3, mày có đi không thì bảo. Không nghe. Bỏ ra. Đánh mày. Anh có làm sao không? Xin anh tha cho các em nhé. Bọn nhà quê chóc lờ, lũ mất dạy. Tao sẽ mách cậu, cậu dốc xương chúng mày. Kìa anh Ý, con dại cái mang, tôi sẽ phạt chúng nó. Tôi đi lấy nước nóng để anh rửa mặt nhá. Tôi cóc cần, dì bảo chúng nó cứ liệu hồn ấy. Anh Ý, anh cho dì xin. Dì gì cháu cháu gì? Tôi lại công các bà. Người ta là cành vàng lá ngọc. Công các bà giết ngay tôi đi. Để công các bà đi làm giặc cho nó bỏ sướng. Mẹ ơi, nhưng tự nhiên anh ấy đánh con. Đánh nhiều lắm đấy mẹ. Anh Ý ơi, để dì lau mặt cho mát nào. Anh hết vở viết rồi phải không? Để dì mua cho anh 10 quyển. Dì mua bánh giò cho anh rồi đây. Nào, anh rửa mặt, rồi em nó mang lên để anh xơi. Cho dì xin nhá. Dì đi mua ngay cho tôi 10 quyển vở kiểu trương. Chiều nay thầy giáo kiểm tra vở của tôi rồi đấy. Ừ, dì đi ngay đây. Con mang lên cho anh. Mẹ có đánh chết con không mang. Còn các bà không mang thì đứa con ở đây mang lên vậy. Juillet, Genève. Après 75 jours de travaux, la conférence de Genève aboutit à la signature des accords sur le cessez-le-feu en Indochine et à l'approbation d'une déclaration finale des 9 pays participants. Ces accords stipulent, entre autres, pour le Vietnam, qu'une ligne de démarcation militaire provisoire sera fixée de part et d'autre de laquelle seront, après leur repli, regroupées les forces des deux parties, que l'entrée au Vietnam de troupes de personnel militaire, d'armement et d'équipement militaire de toutes sortes est interdite, qu'aucune base militaire relevant d'un État étranger ne pourra être établie dans les zones de regroupement des deux parties et que les deux parties veilleront à ce que les zones bonjour, papa. Sont attribuées
Hôm nay có việc hệ trọng, cậu cần đến sở. Còn 13 phút nữa. Sao cậu lắm việc hệ trọng thế? Ở đời ai cũng có những việc riêng, những đòi hỏi riêng. Chẳng hạn sự mong muốn cho một buổi sáng tốt lành. Anh vào phòng cậu tự tiện như thế là không phải lẽ. Hoàn toàn không tự tiện. Tôi đã hẹn cậu. Thứ tư tuần này tôi về lấy tiền cát xê đám cưới cho khách sạn. Tôi tin rằng trí nhớ của cậu không tồi. Ngược lại, cậu không bao giờ bận tâm đến những đòi hỏi vô tích sự, những ham muốn ngông cuồng ấy. Có nghĩa là cậu xem tôi như cỏ rác, không bằng lũ nhà quê nhem nhuốc dưới kia. Cậu chưa bao giờ nói như thế. Anh tự xếp mình vào loại nào, cái đó tùy thuộc vào tư cách của anh. Thưa cậu, cậu không có thì giờ. Tôi cũng đang bị thời gian nó thúc bách. Tôi hỏi cậu một câu thôi. Cậu có đưa tiền cho tôi cưới vợ không? Cậu cũng trả lời ngắn gọn một câu. Tiền là mồ hôi nước mắt, không bao giờ cậu phung phí vào những chuyện nhảm nhí. Tôi hiểu. Vậy thì cậu cứ đi làm đi, tôi cứ ở lại đây và có cách để nói chuyện với cái tủ đứng tủ quy của cậu. Và đến lúc đó cậu đừng có trách tôi lấy quá số tiền mà tôi yêu cầu. Tôi sẽ gọi Sở Cẩm tới nói chuyện với anh. Cậu ạ, cậu hãy biết tự kiềm chế. Thành phố nhộn nhạo này, Tây thì chưa rút hết, Việt Minh phải đợi hết 300 ngày kể từ khi ký hiệp định mới tiếp quản. Và lại, đây là chuyện thằng con trai xin khoản tiền của người mẹ xấu số để cưới vợ, thì chính quyền nào chẳng ưng thuận hả cậu? Cậu đã bảo không là không, dù sông cạn đá mòn vẫn thế. Thôi, anh để cho cậu đi. Anh làm tốn của cậu 10 phút rồi. Thế thì tôi phải gặp sếp của cậu. À, gọi là giám đốc hay gọi là sếp nhỉ? Chắc vẫn gọi là sếp. Tôi sẽ nói với ông ấy xin khoản tiền của mợ gửi cho cậu để tôi cưới vợ. Tôi sẽ nói trước mặt cậu và ông ấy. Không cậu lại bảo tôi vu vạ cho cậu. Cậu đã lừa gạt để cưỡng đoạt người lao động bần hàn, biến họ thành cái máy đẻ và hầu hạ cho mình. Cậu biết người ta nói thế nào không? Kẻ bóc lột người nghèo khổ, Việt Minh, họ sẽ không tha cho đâu. Thời buổi loạn lạc này, nó phá tôi, phá hết. Thôi được, anh viết giấy đi. Sau đó ra ngoài, 5 phút sau quay lại sẽ có tiền. Tôi biết tính cậu cẩn thận nên tôi đã viết sẵn. Cậu xem có hợp văn tự không? Anh vẫn phải ra ngoài. Tôi chờ cậu cả tuần còn được, chứ mấy phút có là gì. Thưa cậu, vừa đúng 5 phút.
Vàng đang xuống giá. Cậu đưa vàng là cậu khôn đấy. Lẽ ra cậu phải đưa 5 lạng rưỡi mới đúng. Đằng này cậu đưa có 5 lạng. Thôi thì số cậu thiếu, tôi xin biếu lại cậu. Gọi là trong lúc tôi vui vẻ với tình duyên, tôi vẫn không cần chữ hiếu. Cút đi, thằng vô lại. Thưa cậu, tôi chưa đi được. Bổn phận của cậu là còn phải đại diện cho nhà trai. Thà cậu mất như mợ, đã đành. Cậu sung mãn, khỏe mạnh thế này mà lại vắng mặt trong đám cưới con trai, thiên hạ họ sẽ chê cười cậu đấy. Cút đi. Chào cậu. Thưa cậu, trông cậu không được khỏe, hay để em đi xin phép cậu nghỉ ạ? À? Chúng con chào cậu ạ. Xin chào ngài. Dạ thưa ông, đám cưới đã lâu chưa? Thưa ngài cũng mới bắt đầu, khách khứa đã lên lầy lũ. Xin mời ngài. Dạ. Chúc mừng hạnh phúc hai cháu. Nhà hàng mình hôm nay nhiều đám cưới bác nhỉ? Cũng chỉ một đám thôi ạ. Tôi nghe trên tiệc họ bảo còn một đám cưới của ông An nào đó to lắm, đặt trước ở đây. Chắc họ nhầm. Vâng, có thể. Tòa nhà này của Hương Hòa hay bác Tàu lại? Của Hương Hòa. Chúng tôi đã 3 đời sống ở đây. Phục đức quá. Bác cứ tiếp khách tự nhiên. Tôi xin phép ra ngoài một chút cho thoáng.
tòa nhà không ngờ là khang trang như thế. Xin mời ông ạ. Quân bất nhân, nó lừa cả bố nó. Cậu ơi, anh An, anh ấy bị thằng Tây nó đánh. Lại say hả? Không phải, cái chị anh ấy định cưới hôm nay đi với thằng Tây, anh An tát chị kia, thế là nó đánh anh An. Ai bảo con thế? Anh An về nhà bảo, anh ấy xin lỗi cậu, hôm nay anh ấy không cưới nữa. Anh ấy cũng chào cậu để đi vào Nam. Nó đi Nam rồi à? Xuống tàu há mồm từ lúc 9 giờ. Thời buổi loạn lạc. Voici le plan du port de Haiphong avec la position des miradors. Đấy là những ngày cuối cùng của tháng 8 năm 1954. Quân Pháp từ các nơi kéo về khu tập kết 300 ngày. Đồng bào di cư từ Hà Nội, Hải Dương xuống, Bùi Chu Phát Diệm kéo sang. Những chuyến tàu thủy ngày đêm vào cảng chở người, máy móc, súng đạn. Các đoàn biểu tình của công nhân, của các viên chức và người lao động rầm rập kéo đi đòi Pháp phải thi hành Hiệp định Geneva, đòi chủ phải trả lương cho thợ thuyền. Info sơ mê. Buộc rê con tè. Info cá xê lê nói yô. Info cá xê lê nói yô. Đọc lại câu xem nào. Info sơ mê. Buộc rê con tè. Info cá xê lê nói yô. Qua vòa lê giác mơ. Info tra vai yê. Buộc bù vòa măng yê. Info sơ mê, buộc rê con tê. Info cá xê nơ nói yô, bùa và lê giác mơ. Info tra vai dê, buộc bù và măng dê. Ý con, so với các anh con, cậu biết con là người thiệt thòi. Mợ con không may xấu số ra đi. Con còn nhỏ quá, cậu phải thay mợ nuôi con. Nhất là thời buổi các anh con bỏ đi, kẻ Bắc người Nam. Cậu chỉ còn trông cậy vào một mình con. Liệu con có phụ công cậu không con? Giá như không có lũ con bà Hiền ở trong nhà mình thì đâu đến nỗi. Xã hội phải có người nọ người kia con ạ. Gia cảnh nhà ta bây giờ, nếu như không có bà Hiền thì lấy ai là người chạy vại cơm nước cho cậu, cho con ăn. Con còn nhỏ, chưa hiểu hết nhẽ đời. Con chỉ nên biết là bao giờ cậu cũng chỉ nghĩ đến con. Nhà mình đây, có tiếp nối được dòng dõi ông cha thì chính là ở con. Chứ trông chờ gì ở cái đám ấy. Cứ coi chúng như loại phế thải, hạng 2, hạng 3. Chấp làm gì? Nhưng cậu phải mua cho con bộ quần áo thật đẹp. Chủ nhật, cậu phải cho con đi xem đá bóng. Cậu bằng lòng, con vào học tiếp đi. Info sơ mê, buộc rê con tê. Info cá xê nô lo yô, buộc à vò lê giác mơ. Info tra vai dê, buộc bù vò măng dê. Info sơ mê, buộc rê con tê. Info cá xê nô lo yô, buộc à vò lê giác mơ. Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 1955. Khi những người lính Pháp cuối cùng cúi mặt lê bước xuống tàu, cả thành phố bừng đỏ màu cờ và tiếng reo hò đón bộ đội về giải phóng. Đấy là những ngày đầu tiên trong đời lính có được những náo nức sung sướng đến thế. Ba anh em hắn, mỗi người cầm một lá cờ đỏ sao vàng bằng giấy, một tay giơ lên vẫy dù không ai trông thấy.
một tay túm vào tay cha, chen chúc xô về phía nhà hát lớn. Ông Đại là người có công tham gia đấu tranh với chủ chống phá kho, phá tàu trong cảng. Ông dẫn ba người con nhập vào các đoàn người theo bộ đội đi khắp nơi. Lần đầu tiên núi biết cha hắn vui, và cũng là lần đầu tiên cha con anh em núi đứng bên nhau mà không bị cái mặc cảm giữa người trên kẻ dưới, giữa ông chủ cậu chủ và những kẻ tôi tớ, những đứa con loại ai. Tôi thay mặt Ủy ban Quân chính, các đơn vị quân đội nhân dân và các cán bộ xin chúc các vị đại biểu và toàn thể đồng bào nội ngoại thành luôn luôn mạnh khỏe và thu được nhiều thắng lợi trong việc phục hồi và xây dựng thành phố, góp phần vào cuộc đấu tranh để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập dân chủ trong toàn quốc. Thành phố Hải Phòng mau chóng phục hồi và phát triển. Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ. Muôn năm, muôn năm, muôn năm, muôn năm. Đảng Lao động Việt Nam, muôn năm, muôn năm, muôn năm, muôn năm. Hồ Chủ tịch, muôn năm, muôn năm, muôn năm. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, muôn năm, muôn năm, muôn năm. Bác nào là bác Đại lên gặp giám đốc nha. Tôi đây ạ. Có chuyện gì thế thưa ông? Làm sao tôi biết được, chỉ yêu cầu bác lên ngay, kẻo sau 10 giờ giám đốc đi họp. Tại sao ông ấy không theo chủ Tây vào Nam nhỉ? Làm thuê cho Tây mãi cũng nhục, nên ông ta có tham gia với thợ chống lại bọn chủ tàu phá máy nên bị nó ghi vào sổ đen. Người như ông Đại thời nào cũng sướng, họ có được cái tiếng Tây. Sướng cái con khỉ gió, đi với Tây Tây nghi, về với ta ta ngờ. Đúng, ông ta sẽ chết vì cái phốt lý lịch. Cứ cho là nhà nước tha thứ cho cái tội làm thông phán, cai ký hai đời. Nhưng còn cái khoản con cái theo Tây vào Nam với Ngô Đình Diệm, ôm chân đế quốc. Có thật không đấy? Này, tôi nói cho các ông các bà nghe nhé. Hôm trước, tôi đã đọc được bản cam đoan là dứt khoát cắt đứt mối quan hệ cha con với lũ con theo giặc. Còn vợ hiện nay là người xuất thân từ một gia đình bần nông đấy. Phúc tổ nhà ông ta là còn bám được vào thành phần của cái chị, nửa là vợ, nửa là con hầu ấy. Cũng được cái mẹ bên ngoài, trong bụng lão ấy vẫn khinh kẻ ăn người ở, đám thợ thuyền phu phen như củi ấy. Chuyện cái kiểu có chữ nó khinh khỉnh thế. Ôi dạo công các bà cứ lo bỏ trắng răng. Hơi đâu, việc mình lo. Thôi cái chuyện hão mãi, giám đốc mà biết lại phê bình bây giờ.
cái bông đi chợ cầu ôm. Sao mày chẳng rủ con tôm đi cùng? Tôm giận tôm nhảy xuống sông, thuyền trai bắt được đàn lồng để nuôi. Cậu muốn nữa à? Không. Biết gì chuyện thằng núi chưa? Sao hả cậu? Có chuyện gì cậu có thể nói cho em biết được không? Có thể biết được.
Chuyện lành, tốt lắm. Nó như thế nào thưa cậu? Em lo lắm cậu ơi. Hôm qua, ông giám đốc cảng đã truyền lời hỏi thăm của một thuyền trưởng nước ngoài. À này, nhớ là nước ngoài, chứ không phải thuyền trưởng nội địa. Ông ấy truyền lời cảm ơn đến gia đình và thằng núi. Nó nhặt được chiếc đồng hồ radio vàng trị giá bạc trăm, đã đem nộp cho công an để trả lại ông ta. Biết nó là con nhà mình, ông giám đốc cảng đã gặp tôi, biểu dương cả nó và bố mẹ. Thế là con nhà mình cũng ngoan đấy chứ cậu nhỉ? Cậu bảo cho con nó biết chưa ạ? Bảo là bảo thế nào, nó lại trả phồng mũi lên nhỉ? Cứ kệ nó. Bổn phận của nó là phải học hành cho giỏi, không được trộm cắp làm ảnh hưởng đến thanh danh của tôi. Em vâng lời cậu. Này 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 này, ngày mai chủ nhật, dọn dẹp đồ đạc, chuyển ba đứa trẻ sang phòng khách. Có tiện không cậu? Sợ cậu khách khứa nhiều, cần chỗ rộng rãi. Thời buổi này, càng đỡ phô trương càng tốt, phòng khách chuyển sang bên ấy. Kê cho ba đứa ba góc học hành cho nó tử tế. Này, mua cho con Biển kia bảng con, tập viết ABC đi là vừa. Em nghĩ kệ nó cậu ạ, 14 năm tuổi. Núi ơi, con làm sao thế? Thức từ lúc nào hả con? Con thức dậy lâu chưa? Từ lúc mẹ lên trên gác. Ừ, mẹ lên bàn với cậu một việc. Con biết thừa, bàn chuyện để mai kia mẹ lại đẻ ra em bé chứ gì. Hôm nọ ông An mắng con là mẹ mày đẻ như chuột ấy. Tốt nhất là từ nay mẹ đừng lên trên ấy nữa. Chết, sao con lại nói thế? Cậu bàn chuyện cho các con mà. Chuyện giặt quần áo, đổ bô, rửa bát cho ông ý thì có. Không phải thế, mà có thì cũng là phận sự của mẹ con mình. Con nói cho mẹ nghe nhá. Ông ý hơn con 2 tuổi. Ông ấy là con trai của cậu, thì con cũng là con trai của cậu. Thế mà việc gì ông ấy cũng bắt con hầu hạ. Mẹ biết. Thôi thì mình chịu khó, có phúc có phần con ạ. Mà con ngoan học giỏi, cậu bắt đầu quý con rồi đấy. Cậu bảo ngày mai chủ nhật các con dọn sang phòng khách cho nó rộng rãi, để mỗi đứa có chỗ học riêng. Thật không? Con được một chỗ học riêng hả mẹ? Cậu bảo sẽ đóng cho mỗi con một cái bàn, em Biển cũng có phần. Thế là các con không phải chen chúc nhau nữa. Mẹ ơi, cậu tốt quá. Khẽ thôi, bây giờ thì mẹ con mình đi ngủ nhá. Vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con rửa cho mẹ mớ rau này. Vâng ạ. Con chơi tiếp. Pin được toa. Pin được toa. Em thắng rồi. Pin được toa. Pin được toa. Em lại thắng rồi. Pin được toa. Pin được toa. Pin được toa. Ai thắng rồi? Pin được toa. Pin được toa. Con chơi bằng hai tay. Pin được toa. Pin được toa. Pin được toa. Ai thắng rồi? Pin được toa. Pin được toa. À, con ông anh thắng rồi. Pin được toa. Úi giời ơi. Anh lại chơi lập lẻ. Em chơi lập lẻ thì có. Anh có đâu nhá. Anh chơi đúng là. Đúng như thế, anh nhìn thấy em nó sau rồi. Không chơi núi. Con làm gì đấy? Con đang rửa rau. Con nhìn xem. Con đang làm cái gì nào? Thôi chết rồi. Bụng dạ con để đi đâu thế? Mẹ ơi, hôm nay cậu đi học phụ huynh về thì con chết mất. Con có lỗi ở lớp phải không? Vâng, hôm qua con làm hộ bài đứng ngồi bên cạnh, bị thầy giáo mắt. Mẹ ơi, sao mẹ không họp phụ huynh cho con? Chuyện học hành của con, mẹ làm sao biết được? Phải cậu đi, cậu mới tường tận mọi việc. Mẹ ơi, thế thì hôm nay con chết mất. Cậu nghiêm, nhưng không bao giờ đánh đòn. Thà bị đánh đòn còn hơn phải quay mặt vào tường, nhục lắm. Mẹ ơi, mẹ thân với cậu thế, sao mẹ không bảo cậu đổi úp mặt vào tường bằng đánh đòn hộ con? Mẹ ơi, mẹ ra mở cổng giúp con, mẹ. Con chào bà. Thằng núi đâu? Dạ thưa cậu, con đây ạ. Vào phòng học, thằng Sông con Biển cũng vào. Này, anh Núi ơi, cậu giết thì có đau không? Anh... Con chào cậu ạ. Ngồi xuống. Núi. Dạ thưa cậu, con xin cậu tha. Theo như cuộc họp phụ huynh học à? Cái sự họp phụ huynh hôm nay rất hệ trọng. Sao con lại run? Dạ con thưa cậu, con có tội, xin cậu tha. Không có tội. Tuy có một lần khuyết điểm làm bài hộ bạn, nhưng vẫn được khen là ngoan, nhanh trí. Tháng này vẫn xếp thứ nhất. Cậu tặng riêng cho con phần thưởng này. Con xin. Cậu ơi, con nhà mình cũng sáng dạ phải không cậu? Anh Núi giỏi đấy. Cần khiêm tốn, phải khiêm tốn. Đừng tán tụng tùy tiện như thế. Dạ em có lỗi ạ. Không được tự kiêu. Tháng sau lại xếp thứ nhất, cậu sẽ thưởng cho hai cái bút chì. Nếu kém bị phạt. Cậu không cho đứa nào mang danh là con của cậu mà học dốt. Con xin vâng ạ. Đẹp nhỉ. Anh Núi giỏi nhỉ. Một lúc được cậu cho bao nhiêu là giấy? Chưa bằng anh ý. Anh ý còn 10 quyển chủ trương cơ. Đấy là mẹ mua, còn đây là cậu thưởng. Nước vẫn chảy hả anh? Nước thì phải chảy chứ. Hồi em về quê ngoại, thấy nước trong ao có chảy đâu. Thì mày là người nhà quê, nên chỉ biết cái nước nhà quê không chảy của mày thôi.
cậu dần đi gọn vào cơ mà. Cậu ơi, cầu đất là cầu làm bằng đất mà ô tô vẫn chạy được hả cậu? Đừng có hỏi lắm thế, để ý kiểu vấp đấy. Thằng núi đâu rồi? Chắc nó mải chơi. Cậu để con đi tìm cho. Cậu chờ đây nhá. Mày bắt tao phải đi tìm như thế này à? Lần sau tao với cậu đi đâu thì đừng có mà bám đít. Dạ, em xin anh, em chốt dại. Có nhanh hay không thì bảo. Sao còn dám tự tiện rẽ ngang rẽ dọc? Dạ, thưa cậu, con thấy quả bóng bay được lên trời, con nhìn... Con nhìn bóng con no được không? Dạ, thưa cậu, không ạ. Thế mà con dám sai lời cậu dặn từ ở nhà? Dạ, con thưa, lần sau con không dám thế nữa. Con sai lời, chẳng bao giờ có lần sau nữa đâu. Hãy nhớ lấy. Con xin vâng ạ. Nhớ lấy nhé, lần sau tao với cậu đi đâu thì đừng có mà bám đuôi. Dạ, em xin vâng lời anh ý ạ. Cho nó còn muốn ăn, bác cứ cho cháu ăn quá nữa. Thằng này đường ruột kém, ăn nhiều khó tiêu đấy. Thế à, cháu no ngon lắm, cháu có ăn cháo không? Dạ, cháu no rồi ạ. Nếu no rồi ra kia chơi cho bác bán hàng. Thôi, cứ thế nhá. Dạ, cảm ơn bác ạ. Con lạy tổ tiên ông bà, lạy chị cả, hãy phù hộ độ trì cho gia đình và con gặp nhiều may mắn hạnh phúc mẹ con. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Em chào cậu ạ. Con chào cậu ạ. Em nó đi theo. Ôi đẹp quá. Chắc anh ấy vất vả lắm. Không có tôi thì nó lạc rồi đấy. Cậu bảo lần sau phế. Chết. Sao hư thế con? Con không hư, con chỉ mải xem thôi. Như vậy là hư rồi. Anh ấy nói như thế là còn nhẹ đấy. Lên tôi bảo cái này. Dạ. Tôi muốn lên. Lên cho anh nói. Có chuyện gì mà thắp hương? Dạ. Có bác hành chính ở cơ quan cậu đến chơi với cậu ạ. Bác ấy nói là cậu đã xin việc cho em. Em nghĩ cũng là nhờ ân đức của các cụ, của chị cả phù hộ cho em. Cái anh đến đây là cái anh nào? Già hay trẻ? Dạ. Bác ấy cũng đứng tuổi. Bác ấy khen cậu là công tác tốt, lịch thiệp ạ. Nó có nói gì riêng với cô không?
Bác ấy chỉ ngồi có một lúc. Bác ấy có khen em một câu là trẻ. Nó có nhìn vào mặt cô không? Dạ, em không dám nhìn bác ấy, nên không biết bác ấy có nhìn em không. Nhưng làm sao cậu hỏi như thế ạ? Sắp thành viên chức nên bắt đầu biết ăn nói. Gớm nhỉ, lại còn căn vặn nữa. Cũng phải thôi, thời đại dân chủ mà. Dạ, em đâu dám thế ạ. Mai kia đi làm không phải gặp ai cũng cười đùa tí tởn đâu. Dạ, em xin vâng lời cậu ạ. Vâng dạ ít thôi, làm đi. Dạ, em phải làm gì ạ? Cái ngày xưa, Moa đây đi làm, lần đầu tiên trình diện ông chủ là phải đi một đoạn 50 thước để ông ấy xem cái phong cách có đàng hoàng đĩnh đạc không. Bây giờ cô đi từ cửa vào đây, mắt nhìn thẳng vào Moa, xem trình độ đến thế nào nào. Dạ, em xin thưa với cậu là em thấy nó... Thế thì ở nhà. Thưa cậu, cứ là bắt buộc phải đi thế ạ? Còn phải hỏi nữa. Cậu ơi, em không thể. Mà làm chân quét rác thì cũng chẳng cần phải thế. Thôi được, bảo thằng Núi đi mua mấy vại bia về ăn cơm. Dạ vâng ạ, em xin sai con đi ngay ạ. Bê vào trong. Dạ. Nào nào. Để tôi đỡ cho. Báo cáo anh. Báo cáo anh, tôi đã chủ động dọn dẹp rồi ạ. Anh em đấy là có thể làm việc ngay ạ. Bác tự giác hiến nhà, lại tự giác lao động cùng anh em công nhân là tốt. Dạ. Cảm ơn bác. Biểu dương bác. Dạ. Báo cáo anh, bên này nữa. Đây ạ. Sao thế con? Núi. Đi chơi thì cậu cho anh ý ăn 4 quả trứng vịt lộn. Cậu còn mua quần áo mới cho anh ấy. Quần áo anh ấy thải, ném vào đây, bảo là quần áo mặc Tết của con. Con với anh ý đều là con của cậu mà. Khẽ khẽ cái mồm. Quần áo cần tốt hơn là cần đẹp. Con mặc của anh ấy, thằng Sông mặc của con, đi đâu mà thiệt. Mẹ có tin vui đây. Mẹ được cậu xin cho đi làm nhà nước. Mẹ ơi, thế là mẹ thành cán bộ hả mẹ? Khẽ khẽ cái mồm thôi. Mẹ chỉ là công nhân, chứ không phải là cán bộ. Mẹ giấu con, thầy giáo con giảng. Bảo công nhân là lãnh đạo, mẹ không biết thì thôi. Ừ, con đi mua bia về cho cậu. Hôm nay nhà mình ăn mừng đấy. Ăn mừng vì mẹ được đi công nhân à? Ừ. Hoan hô mẹ đi công nhân! Hoan hô mẹ! Hoan hô! Hoan hô mẹ đi công nhân! Hoan hô mẹ là cán bộ! Hoan hô! Hoan hô mẹ trở thành công nhân! Các con cởi áo ra đi. Ba đứa trẻ con chị đã và cứ thế lớn lên trong sự tiếp nhận cái phần thừa thãi từ đứa con riêng của chồng. Mọi cái lâu dần thành quen, mà không quen cũng không được, bởi từ lúc sinh ra chúng nó như những đứa con thêm, những sinh linh nhỡ nhàng mà tạo hóa đã đúc lên trong những đêm im lặng. Gọi là con nuôi, con ở thì không phải, bởi chúng là huyết thống của chủ nhân. Nhưng nếu xếp chúng vào con đẻ thì chúng mới chịu thiệt thòi làm sao. Nhưng chủ nhân nó muốn xóa sổ chúng nó cũng khó, nên chúng giống như những đứa con loại hai vậy. Tim tôi hả? Dịu ngọt tuổi thơ dẫu đã xa rồi, năm tháng lớn lên từ buồn thương, câu hát đắng cay lòng mẹ. Để thôi đi nhổ neo, nhổ neo, nhổ neo cuộc đời.
lòng ngực biển xanh ôm gió khơi lòng lòng. Tôi nhớ dâm gian những triền sông, tôi nhớ nao nao sắc phượng hồng. Dừng lại thời gian ơi, sóng phố về gió đổ về ngày xưa ấy. Xin cho tôi lần con phố nhẹ nâng bước chân thềm, xin cho tôi làn gió đông bay bay những tà áo thơ. Hôm nay tôi ngày mai tuổi thơ năm ấy đang về để yêu mãi. Chim đêm đêm hướng về đất mẹ, dòng dài biển đông vẫn chờ mong một dòng nước mắt tâm lòng để xanh mơ.